Tiếng Việt bắt nguồn từ đâu? Vì sao chúng ta có các từ phát âm gần giống tiếng Trung Quốc nhưng lại có bảng chữ cái và cách viết hoàn toàn khác biệt, kể khi so sánh với các nước châu Á gần kề và có văn hóa tương đồng? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ cần nhìn lại hành trình ra đời của Việt ngữ gắn liền với những biến cố lịch sử của Việt Nam ta. Cụ thể như thế nào thì cùng tìm hiểu qua bài viết Thăng trầm Việt ngữ của tác giả Đức Huy Nguyễn nhé. Bài viết được tác giả biên soạn dựa theo bộ sách giáo khoa kiểu mới của nhóm Cánh Buồm với rất nhiều thông tin thú vị về ngôn ngữ dân tộc. Chủ đề Thăng trầm Việt ngữ sẽ được triển khai qua 4 phần chính là: 1. Sơ lược về chữ Hán, 2. Chữ Nho, chữ Hán đọc theo âm tiếng Việt, 3. Chữ Nôm và 4. Chữ quốc ngữ. Một lưu ý nho nhỏ trước khi chúng ta bắt đầu là để bài viết dễ hiểu và trọng tâm hơn, sau khi cân nhắc kỹ thì Spiderum đã mạn phép lược bỏ một vài đoạn mà chúng mình thấy không thực sự cần thiết. Cụ thể là phần ví dụ cho chữ tượng thanh, đề xuất cải tiến chữ của Nguyễn Trường Tộ, giải thích về chữ nôm tự tạo và nhược điểm của chữ Hán. Đồng thời, chúng mình cũng thêm vào định nghĩa của chữ biểu ý, chữ biểu âm, chữ nho để bạn dễ theo dõi hơn. Nếu quan tâm, bạn có thể đọc đầy đủ bài viết ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video thôi nào. Sơ lược về chữ Hán. Chữ Hán có vai trò quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam, bởi vậy chúng ta cần tìm hiểu qua về loại chữ này. Chữ Hán thuộc loại chữ viết ra đời sớm nhất, khoảng 3.600 năm trước đây, tính từ khi xuất hiện chữ khắc trên mai rùa. Đây là loại chữ biểu ý, tức chỉ những chữ có hình dáng như các biểu tượng nhằm thể hiện những ý tưởng nhất định. Chữ Hán nguyên thủy khắc trên mai rùa là chữ tượng hình, tức chữ vẽ hình dạng của vật thể. Trong thực tế, rất khó tạo được chữ tượng hình, bởi lẽ chỉ có rất ít các vật có thể vẽ đơn giản thành chữ, còn những sự vật không có hình thù hay các khái niệm trừu tượng vốn không thể tạo thành chữ tượng hình thì ngày càng nhiều thêm. Ngoài ra, những vật hình thù giống nhau, ví dụ ngựa và lừa, thì không thể dùng chữ tượng hình để phân biệt chúng. Vì thế, ngoài cách thức tượng hình ra, người Hán phải tạo chữ theo 5 cách nữa là chỉ sự, hội ý, hình thanh, giả tá và chuyển chú. Qua mấy nghìn năm biến đổi, chữ tượng hình hiện nay chỉ chiếm một vài % kho chữ Hán. Những chữ Hán được cấu tạo bằng cách tượng hình, chỉ sự và hội ý thì không có thành phần biểu âm, nghĩa là nhìn chữ mà không biết cách đọc âm chữ đó. Chữ cấu tạo bằng cách hình thanh thì có thành phần biểu âm, tức nhìn mặt chữ có thể suy ra âm đọc chữ đó. Còn giả tá và chuyển chú không tạo ra chữ mới mà chỉ cách dùng chữ như thế nào. Chữ Nho, chữ Hán đọc theo âm tiếng Việt. Các nước thuộc vành đai Hán ngữ như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa Trung Quốc. Ba nước này thời xưa không có chữ viết nên phải mượn chữ Hán để dùng. Riêng nước ta còn bị phong kiến Trung Quốc đô hộ lâu tới hơn 1.000 năm. Thời kỳ Bắc thuộc, chính quyền người Hán cưỡng bức dân ta phải dùng chữ Hán trong mọi công việc hành chính xã hội như giáo dục, tôn giáo, v.v. Việc học tập, thi cử, mọi loại công văn, chứng chỉ, giấy tờ, thư tín, văn thơ đều phải dùng chữ Hán. Cần nhấn mạnh, đó là loại chữ Hán cổ, rất khó đọc, không như chữ Hán hiện đại đã đơn giản hóa. Vì mỗi chữ đều có âm đọc riêng, nên khi đọc để có thể viết được, ta phải nhớ âm đọc của chữ. Bản thân của chữ Hán lại có nhiều nét, khó nhớ, dễ viết sai, viết nhầm. Lại thêm chuyện mỗi chữ có thể có nhiều âm đọc, đồng tự dị âm. Bên cạnh việc một âm, lại có thể có nhiều chữ, đồng âm dị nghĩa. Nói chữ Hán khó đọc là vì thế. Nhưng may mắn là cha ông ta đã để lại di sản âm Hán Việt, tức là viết chữ Hán nhưng đọc chữ theo âm Việt, vẫn còn bảo tồn cho tới tận ngày nay. Mỗi chữ Hán được đọc bằng một âm tiếng Việt xác định gọi là từ Hán Việt. Người Việt gọi thứ chữ Hán đã Việt hóa phần ngữ âm ấy là chữ Nho, tức chữ của người có học. Ngày nay ta dễ dàng viết nó ra bằng chữ quốc ngữ, nhưng ngày xưa nếu không học viết bằng chữ Nho thì chỉ có thể truyền khẩu. Như vậy, mỗi chữ Hán có một từ Hán Việt tương ứng, hình thành nên bộ từ Hán Việt tương đồng với bộ từ chữ Hán. Khi đặt âm Việt cho chữ Hán, tổ tiên ta chủ yếu dựa vào cách phát âm của người Việt ở Quảng Đông. Bằng chứng là chữ học tập, người Bắc Kinh và phương Bắc Trung Quốc nói chung đọc là xóe xí, còn người Quảng Đông thì đọc là học sọc. Cách ta đọc các chữ số từ 1 tới 10 cũng rất giống tiếng Quảng Đông. Yat, Yi, Sam. Có thể đó là do phần lớn các quan cai trị nước ta đầu tiên đều là người miền Nam Trung Quốc, như Triệu Đà, vị vua thứ nhất của nước Nam Việt, xưng là Nam Việt Vũ Vương hay Nam Việt Vũ Đế, có tổ tiên gốc tỉnh Hà Bắc nhưng di cư xuống Quảng Đông từ lâu. Trong lịch sử, hầu hết người Hoa chạy loạn vào Việt Nam là người Quảng Đông, điều đó không thể không ảnh hưởng tới cách đọc chữ Hán của người Việt. Dùng từ Hán Việt để nhận dạng chữ Hán đã tạo thuận tiện cho những người Việt chỉ học chữ Hán mà không học tiếng Hán. Ví dụ chữ sân nghĩa là sinh sống, sinh đẻ, sinh hoạt, chưa chín, lạ, vân vân, được người Việt đọc là chữ sinh. Âm đọc sinh khác với âm đọc sân của người Hán, nhưng ý nghĩa và cách dùng từ vẫn cơ bản như nhau. Bằng cách sáng tạo đó, tổ tiên ta có thể học và dùng được chữ Hán, coi như chữ viết của dân tộc mình. Đây là cách xử lý rất độc đáo, rất thông minh của người Việt đối với chữ Hán, một loại chữ biểu ý, nhưng không thể làm vậy với chữ biểu âm, tức hệ thống chữ viết mà trong đó mỗi một ký hiệu văn tự tương ứng với một âm vị hay một âm tiết. Đương nhiên, việc sáng tạo bộ từ Hán Việt để đọc chữ Hán là một công việc diễn ra trong thời gian dài do tầng lớp nhà nho nước ta thời xưa thực hiện. Đây là điều kiện quan trọng nhất để xã hội nước ta tiến lên thành một xã hội văn minh, có sử sách ghi chép. Tầng lớp tri thức người Việt sau khi nắm được chữ Hán đã tiếp thu khá trọn vẹn nền văn minh Trung Hoa và từ đó tiếp tục phát triển nền văn minh Việt. Sau khi dùng chữ Hán, nước ta mới có nền văn học và sử học được ghi chép và để lại cho đời sau. Cũng từ đó, bộ máy quản trị, chính quyền và xã hội nước ta được tổ chức theo mô hình Trung Quốc. Toàn bộ các văn bản giao dịch hành chính thời xưa đều dùng chữ Nho, như các bản chiếu thư, sắc lệnh, sắc phong của vua, các bài tấu trình, thông cáo của quan lại các cấp. Với ngày nay, từ Hán Việt cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc phát triển tiếng Việt, làm cho nguồn từ tiếng Việt trở nên phong phú. Khoảng 60% từ Việt hiện dùng có nguồn gốc là từ Hán Việt, nghĩa là cũng bắt nguồn từ Hán ngữ. Nói cách khác, từ Hán Việt đã làm cho kho từ ngữ tiếng Việt tăng thêm ít nhất 200%. Các từ Hán Việt làm cho tiếng Việt trở nên phong phú, uyển chuyển, có âm điệu tao nhã, bớt đi chất dân dã, nhiều ý được diễn tả một cách cô đọng và ngắn gọn hơn. Ví dụ, từ chạng vạn tối nay có thêm từ đồng nghĩa là hoàng hôn. Từ đàn bà có thêm từ phụ nữ. Ta hiện dùng hội phụ nữ chứ không dùng hội đàn bà. Ta cũng dùng độc lập, tự do, hạnh phúc chứ không dùng đứng một mình, thoải mái, sung sướng, vân vân. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nguồn từ Hán Việt giúp ta có được những thuật ngữ chính xác và tiện dụng. Ví dụ sinh học, vi sinh vật, bức xạ, tàn dư, vũ trụ. Ngoài ra, dựa trên gốc từ Hán Việt, người Việt đã sáng tạo thêm nhiều từ mới hoặc thêm nghĩa Việt cho từ Hán ngữ. Ví dụ, các từ tồn kho, phổ biến, vi tính, chung cư, phản biện. Tuy có một phần gốc chữ Hán nhưng nghĩa khác đi, hoặc tiếng Hán không có những từ đó. Chữ nôm. Một cống hiến cực kỳ quan trọng của tổ tiên chúng ta đó là dựa trên nền tảng từ Hán Việt, các vị đã tạo ra chữ nôm, loại chữ đầu tiên dùng để ghi âm tiếng Việt. Điều gì thúc đẩy việc tạo ra chữ nôm? Nguyên nhân chính là do chữ Hán Việt đã không còn đủ sức ghi lại vô số từ được nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Cách ghi bằng chữ Hán và phát âm bằng tiếng Việt đã bộc lộ vô số nhược điểm, cụ thể như sau. Việc đặt ra bộ từ Hán Việt để đọc chữ Hán bằng tiếng Việt đã hoàn thành sứ mạng lịch sử vĩ đại giúp dân tộc ta tiếp thu văn minh Trung Quốc mà vẫn giữ được bản sắc của mình mà không bị đồng hóa, đồng thời tiếp tục phát triển nền văn minh của mình trên mọi lĩnh vực. Nếu không lập ra bộ từ Hán Việt thì dân ta buộc phải đọc chữ Hán theo cách đọc của người Hán. Như vậy, sau 10 thế kỷ bị đô hộ, dân Việt sẽ bị Hán hóa, trở thành một tộc ít người của Trung Quốc, không giữ được tiếng nói và nền văn hóa riêng của mình, sẽ mãi mãi mất độc lập. Thế nhưng, chúng ta vẫn phải xem xét cách ghi tiếng Việt bằng chữ Hán, tức các từ Hán Việt dưới góc độ ngôn ngữ học. Bộ từ Hán Việt thiếu rất nhiều chữ. Tuy rằng tổng số âm Hán Việt dùng để đọc chữ Hán đã nhiều gấp vài lần tổng số âm tiết trong tiếng Hán phổ thông, nhưng vẫn chỉ bằng một phần rất nhỏ so với tổng số âm tiết của tiếng Việt. Vì thế, chữ Hán Việt không thể nào ghi được hết âm của tiếng Việt. Đây là nhược điểm căn bản khiến cho chữ Hán dù đã được đọc bằng âm Việt nhưng cũng chủ yếu chỉ dùng trong văn viết, bút ngữ chứ không dùng trong văn nói, và nhất là có cách hành văn theo lối văn ngôn, tức ngôn ngữ văn chương cổ điển của Trung Quốc, cực kỳ khó hiểu. Vả lại, chữ Nho là chữ Hán cổ, loại chữ rất khó học, không thể phổ cập trong dân ta. Rõ ràng, việc dùng chữ Hán đã hạn chế sự phát triển của ngôn ngữ Việt. Thống kê theo từ điển Hán Việt của Thiều Chữ, cả thảy chỉ có khoảng 1840 âm Hán Việt. Trong đó, âm Thường Việt cực kỳ phong phú, có tới vài chục nghìn âm, có tài liệu nói là 100.000 âm. Có thể kết luận không thể dùng từ Hán Việt để ghi âm tiếng Việt. Nhằm bù đắp thiếu sót ấy của từ Hán Việt, tổ tiên ta đã sáng tạo ra chữ nôm. Như phần trên đã nói, từ Hán Việt, tức chữ Hán đọc theo âm Việt, dân ta quen gọi là chữ Nho, chỉ có thể ghi âm được vài % các từ tiếng Việt, còn lại rất nhiều từ khác đều không thể ghi âm được. Điều này gây khó khăn trong việc soạn thảo các văn bản hành chính, vốn cần ghi tên người, tên đất, v.v. Rõ ràng, nước ta cần có một loại chữ mới để ghi âm được các từ tiếng Việt mà không có từ Hán Việt tương ứng. Tạo ra một loại chữ mới là điều rất khó. Cách thuận tiện nhất là sử dụng hệ chữ viết chính thức của nước ta, chữ Hán, một loại chữ vuông mà người Việt thời đó đã biết. Dựa trên cơ sở chữ Hán và từ Hán Việt, tổ tiên ta đã làm ra một hệ thống chữ vuông kiểu mới được gọi là chữ Nôm. Giống như chữ Nho, hệ thống văn tự chữ Nôm cũng dùng chữ Hán để viết và đọc theo giọng Việt, nhưng sáng tạo thêm nhiều chữ vuông mới khác hẳn chữ Hán và có âm đọc tiếng Việt phong phú hơn nhiều, thể hiện được lời ăn tiếng nói của người bình dân nước Việt, chứ không như chữ Nho vốn là thứ văn tự của tầng lớp tinh hoa và chỉ dùng để viết chứ không dùng để ghi tiếng nói. Chữ Nôm được ghép bởi chữ khẩu, nghĩa là cái miệng, với chữ nam. Vì thế, tên gọi chữ Nôm được hiểu với ý nghĩa là chữ viết theo âm nói miệng của người Việt Nam. Tổ tiên ta đã tạo được hai loại chữ Nôm. Loại thứ nhất là chữ Nôm mượn Hán, tức là mượn nguyên si chữ Hán để tạo ra chữ Nôm, mượn âm, mượn nghĩa hoặc mượn cả âm lẫn nghĩa. Cách tạo chữ này tương đối đơn giản, không có gì sáng tạo. Loại thứ hai là chữ Nôm tự tạo, tức mượn phương thức hình thành chữ Hán để tạo ra chữ Nôm, có dạng mặt chữ khác hẳn chữ Hán. Đây là một sáng tạo của người Việt thời xưa. Quá trình phát triển của chữ Nôm. Chữ Nôm ra đời và phát triển trong hoàn cảnh không thuận lợi. Giới nhà nho nước ta luôn tôn sùng chữ Hán là chữ thánh hiền, gọi chữ Nôm là nôm na mách qué, tức loại văn tự của giới bình dân, có tính chất mộc mạc, thiếu tao nhã, đến mức bị coi thường. Các nhà nước phong kiến, trừ nhà Hồ và nhà Tây Sơn, đều chưa bao giờ coi chữ Nôm là văn tự chính thức của nước ta. Thậm chí năm 1662, vua Huyền Tông triều Hậu Lê còn hạ chiếu cấm dùng chữ Nôm và đốt hủy nhiều sách chữ Nôm. Hồ Quý Ly là vị vua đầu tiên phổ biến rộng rãi việc dùng chữ Nôm, đưa chữ Nôm lên vị trí quan trọng, gọi là quốc âm, thể hiện ý chí nêu cao tinh thần dân tộc của ông. Nhà vua tự tay soạn sách Thiên Nghĩa, tức là nghĩa lý của kinh thi, bằng chữ quốc âm, rồi sai người dạy cho hậu phi và cung nhân học tập. Ông còn chép Thiên Vô Dật, tức là không nên nhàn hạ, ra chữ quốc âm để dạy vua Trần Thuận Tông. Có người cho rằng việc chú trọng chữ Nôm của Hồ Quý Ly trong hệ thống giáo dục đương thời có tác động đến thành tựu văn học chữ Nôm của những người kế tục, điển hình là Nguyễn Trãi. Vua Quang Trung lấy chữ Nôm làm chữ quốc ngữ, tức chữ Nôm được coi là văn tự chính thức của quốc gia. Triều đình quy định trong các kỳ thi hương, sĩ tử phải làm thơ phú bằng chữ Nôm. Năm 1792, nhà vua lập Sùng Chính Thư viện ở Nghệ An để tổ chức dịch ra chữ Nôm một số sách chữ Hán như kinh dịch, v.v. Chữ Nôm đã được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực xã hội khác nhau như văn hóa dân gian, tôn giáo tín ngưỡng, khoa học và giáo dục, hành chính, văn học nghệ thuật. Loại chữ viết mới này đạt được thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực văn học. Trước đây, nước ta chỉ có văn học chữ Hán, hoàn toàn như văn học của người Hán, không thể hiện được vẻ đẹp và sự phong phú của ngôn ngữ Việt Nam. Sau khi chữ Nôm ra đời, nước ta mới có nền văn học thực sự của mình, một nền văn học tiếng Việt rực rỡ, kéo dài mấy thế kỷ với sự ra đời nhiều tác phẩm chữ Nôm. Dù vậy, chữ Nôm cũng có những mặt hạn chế của mình, tuy được dân chúng tán thưởng nhưng lại không phát triển được nhanh. Đó là do chữ Nôm rất khó học, còn khó hơn cả chữ Hán cổ. Số người biết chữ Nôm hiện nay còn ít hơn cả số người biết chữ Hán. Có tài liệu nói trên cả thế giới hiện chỉ có khoảng 100 người biết chữ Nôm. Đó là do trước hết, muốn học chữ Nôm thì phải biết chữ Hán cổ, vốn là loại chữ rất khó học. Thứ hai, chữ Nôm có nhiều nét hơn, cấu tạo mặt chữ phức tạp hơn chữ Hán, vừa khó viết lại vừa dễ viết nhầm. Thứ ba, cấu tạo chữ Nôm không theo quy luật chặt chẽ. Một chữ Nôm có thể đọc hoặc viết theo nhiều cách khác nhau, cho nên nói chung chữ Nôm phải vừa đọc vừa đoán. Ví dụ, một chữ cố có tới 3 mặt chữ khác nhau, chữ thiên có tới 10 mặt chữ khác nhau, một chữ nam có tới mấy cách đọc, nam, năm, nằm, v.v. Thứ tư, tuy chữ Nôm đã có thành phần biểu âm nhưng vẫn rất khó đọc được âm của chữ. Vì vậy, đọc các văn bản chữ Nôm rất khó, hay nhầm lẫn, có chữ không biết đọc nên thế nào, có chữ không biết nên giải nghĩa như thế nào. Hơn nữa, thời xưa kỹ thuật in còn lạc hậu, chủ yếu là khắc chữ trên tấm gỗ gọi là mộc bản, vừa khó vừa chậm, nên chưa có từ điển để tra chữ nhằm thống nhất cách viết cách đọc chữ Nôm. Vì thế, chữ Nôm không thể phổ cập trong đại chúng, chỉ một số nhà nho biết mà thôi. Ngoài ra, khó tránh khỏi việc tam sao thất bản, phần vì trình độ người thợ khắc chữ ngày xưa chưa cao, phần vì khâu in mộc bản có chất lượng thấp, chữ bị nhòe và mất nét. Do những nhược điểm trên, chữ Nôm chưa thể hoàn thành được sứ mệnh ghi âm tiếng Việt và cuối cùng đã bị chữ Quốc ngữ thay thế. Tuy vậy, di sản ngót 800 năm của chữ Nôm vẫn được dân tộc ta trân trọng gìn giữ, vì đây là một di sản vô cùng quý giá, độc đáo, thể hiện bản lĩnh văn hóa dân tộc Việt Nam. Chữ Quốc ngữ. Vào thế kỷ 17, các nhà truyền giáo phương Tây đã tới nước ta. Những nhà truyền giáo này ban đầu đều thuộc dòng tu gọi là dòng tên. Các nhà truyền giáo dòng tên đều tình nguyện đến các nước phương Đông để mở ra những chân trời mới cho đạo tin mừng được gieo vào lòng người Á, Phi, Mỹ. Do đó, các chuyến truyền giáo này cũng ảnh hưởng đến mục đích tìm công bằng cho xã hội, tạo ảnh hưởng tích cực đến lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Từ năm 1542, những nhà truyền giáo trên đã đến châu Á, cụ thể là Nhật Bản vào năm 1549, tiếp đó là Trung Quốc vào năm 1582. Khi tới những quốc gia mới, ngoài việc tuyên truyền giáo lý, các nhà truyền giáo dòng tên cũng nghiên cứu về phong tục, tập quán, ngôn ngữ bản địa và tạo ra một loại chữ viết mới theo cách Latin hóa ngôn ngữ bản địa. Năm 1613, tại Nhật Bản nổ ra cuộc cấm đạo trên cả nước, khiến hầu hết các nhà truyền giáo dòng tên bị trục xuất khỏi Nhật Bản và phải tạm lánh về Macau. Trong lúc đó có một nhà buôn người Bồ Đào Nha tới báo tin với thống đốc Macau và cha Valentin Kavaho, đức giám tỉnh dòng tên Nhật Bản, rằng Đàn Trong là xứ trù phú, tàu thuyền đi lại thuận tiện. Vậy là tháng 1 năm 1615, cha giám tỉnh cử 3 linh mục đầu tiên tới miền đất Đàn Trong. Các vị linh mục này đã đến Hội An và xây dựng cơ sở đầu tiên tại đây. Khi đó, Hội An là hải cảng sầm uất, là nơi giao thương buôn bán của các tàu thuyền người Bồ Đào Nha, Hà Lan và nơi định cư của người Hoa và người Nhật. Sở dĩ 3 nhà truyền giáo này mở được cơ sở đầu tiên tại Hội An vì tại đó có rất nhiều giáo dân Nhật đang buôn bán và sinh sống. Có lẽ mục đích chính của các nhà truyền giáo này khi tới Đàn Trong là để lo linh hồn cho những Nhật kiều này, rồi nhận thấy đây là mảnh đất màu mỡ để truyền đạo Công giáo, nên nhờ sự thông ngôn của những người Nhật tại đây, các vị đã xây được cơ sở đầu tiên. Từ các nhà truyền giáo này, chữ Quốc ngữ đã dần xuất hiện, đầu tiên là dưới dạng những tên địa danh hoặc tên người như A Nam, Sinoa tức xứ hóa, thượng hóa, Kha Cham, kẻ chàm, Ba Phu, Ba Phủ, Onsai, ông sải, Chiua, chúa. Trong những cách ghi bên trên, ta thấy các linh mục vẫn ghi tiếng Việt với các âm tiết liền vào nhau. Chúng ta biết rằng các ngôn ngữ châu Âu mẹ đẻ của các cha đều là đa âm tiết, còn tiếng Việt thì đơn âm tiết. Trong những văn bản viết tay của chữ Quốc ngữ đầu tiên, dấu ấn cách ghi đa âm tiết thể hiện rất rõ. Đến năm 1632, chữ Quốc ngữ đã có nhiều phát triển, thể hiện ở 2 điểm là: 1. Các tiếng đã được tách rời, ví dụ như Đàn Lão, Đàn Ngoài, Đàn Lên thành Đàn Trong, Đàn Ngoài, Đàn Trên, Nhà Huện thành Nhà Huyện, Ổ Khổ thành ông Khổng, Khổng Tử, Vua thành Vua, Chúa Ủ thành Chúa Ông. Thứ hai, dấu thanh cũng gần như hoàn thiện. Chúng ta đều biết tiếng Việt có 6 thanh, thế nhưng vì các ngôn ngữ châu Âu không có thanh, nên trong thời kỳ đầu các nhà truyền giáo đều viết tiếng Việt không có dấu. Để phát thảo quá trình dấu thanh tiếng Việt được sáng tạo như thế nào, chúng ta sẽ xem lại các văn bản viết tay và tìm các dấu thanh xuất hiện dần trong các văn bản này theo thứ tự thời gian như dưới đây. Dấu huyền xuất hiện vào năm 1621 trong văn bản của tác giả Bori, dấu sắc vào năm 1625 từ tác giả Antonio de Fontes và dấu hỏi, ngã, nặng cùng xuất hiện vào năm 1632 bởi tác giả Caspar de Amaral. Phải sau 17 năm kể từ khi các giáo sĩ đặt chân đến Đại Việt, hệ thống dấu thanh của tiếng Việt mới xuất hiện đầy đủ trên các văn bản viết tay. Nói về sự ra đời của những dấu thanh này, cha Alexander de Rhodes đã giải thích như sau. Chúng tôi đã nói rằng các thanh hầu như là linh hồn của các từ trong ngôn ngữ này, chính vì vậy phải rất thận trọng khi học các thanh. Do đó, chúng tôi dùng 3 dấu của tiếng Hy Lạp là dấu sắc, dấu huyền và dấu ngã. Mà bởi vẫn chưa đủ nên chúng tôi thêm dấu chấm dưới, tức dấu nặng và dấu hỏi. Ông còn nhận ra được sự khác biệt giữa tiếng nói và chữ viết của nước ta thời đó. Những dấu thanh không được ghi trong chữ viết của họ, nhưng chỉ biểu hiện trong giọng nói mà thôi. Điều này thực sự làm khó chúng tôi, mặc dù sự đa dạng các thanh này cũng thể hiện trí thông minh của dân nước này. Thế nên, chúng tôi đã nghĩ cách ghi các giọng khác nhau đó bằng tất cả các cách viết của chúng tôi để hiểu được sự khác biệt trong cung giọng, từ đó hiểu được ý nghĩa. Trên đây chỉ là sơ bộ về quá trình hình thành của chữ quốc ngữ. Trong phần tới của video, chúng mình sẽ đi sâu hơn về quá trình áp dụng chữ quốc ngữ vào các lĩnh vực giáo dục, văn học, báo chí nhé. Sau khi xem xong video, bạn nghĩ sao về lịch sử của Việt ngữ? Bạn có nghĩ rằng việc chữ Nôm, chữ Nho bị thay thế bởi chữ quốc ngữ là điều đúng đắn hay không? Hoặc có khía cạnh nào về những loại chữ viết này mà bạn muốn Spiderum phân tích sâu thêm hay không? Chia sẻ cùng chúng mình ở phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.